Bạn đang nghe Be The Storyteller và tôi là Hồng Phượng, host của chương trình, một voice talent yêu sách, đam mê giọng đọc, yêu những gì truyền cảm hứng tích cực giúp phát triển bản thân. Be The Storyteller, đón nhận năng lượng tích cực qua những câu chuyện Hồng Phượng kể nhé. Be The Storyteller, be the best version of yourself. các bạn. Rất vui khi được quay trở lại với Be The Storyteller và tôi là Hồng Phượng. Hôm nay là thứ ba, ngày 10 tháng 8 và xin chúc các bạn sẽ có thêm một tuần mới nữa thật là vui, tràn đầy năng lượng và sẽ học được thật là nhiều điều thú vị bổ ích giúp phát triển bản thân nhé. Còn câu chuyện mà hôm nay Hồng Phượng muốn chia sẻ tới quý vị và các bạn được lấy cảm hứng từ chính một chương trình truyền hình mà mình vừa mới xem vào thứ bảy ngày 7 tháng 8 vừa rồi. Không biết là có nhiều bạn theo dõi chương trình Điều ước thứ bảy không? Trong Điều ước thứ bảy số vừa rồi thì đó là một câu chuyện kể về một cô gái có cái tên là cô gái vầng trăng khuyết, tên là Tuệ Nga. Vâng, nếu như mà bạn nào yêu sách và hay tham gia các cái hội nhóm đọc sách online ở trên mạng xã hội thì chắc chắn là sẽ rất quen thuộc với gương mặt này. Tuệ Nga là một cô gái còn rất trẻ Và câu chuyện của Tuệ Nga thì thực sự là um, Có thể nói là đã chạm đến cảm xúc của nhiều người Đây cũng là một cô gái rất là đặc biệt Khi mà lần đầu tiên mình biết tới Tuệ Nga ấy, Không phải là qua những cái chương trình Hay là những cái uh, bài báo Hay là giải thưởng award mà bạn ấy đã nhận được Mọi thứ ấy mình biết sau Sau khi mình xem được một video clip Có tới hơn 1.000 like của bạn ấy Ở trên nhóm đọc sách Thế thì mình đặt ra câu hỏi, ồ oh, tại sao lại có một clip tới hàng nghìn view và like đến như vậy? Mình cũng rất là tò mò muốn xem và khi mà mình xem thì khá là bất ngờ. Phải nói thật là điều đầu tiên ấn tượng đối với mình ạ. Không phải là về cái cuốn sách mà Nga chia sẻ mà đó chính là cái ấn tượng từ ngoại hình của bạn ấy. Bạn ấy có một cái vết sẹo khá lớn ở trên miệng. Thế nhưng mà cái điều mà ấn tượng hơn nữa thu hút hơn nữa khiến mình tiếp tục chú ý theo dõi nga đó chính là cái năng lượng từ bạn ấy tỏa ra thực sự là cô gái này có một nghị lực rất là lớn và có một cái năng lượng rất là tích cực trong cách mà bạn ấy nói chia sẻ những cái nội dung sách đến với mọi người thì thật sự sách chính là người bạn của nga giúp nga vượt qua những khó khăn trong cuộc sống mình nghĩ rằng là cũng nhờ có sách mà nga có những cái tư duy những cái thay đổi cho chính bản thân mình Thực sự bạn ấy xứng đáng là một tấm gương để cho rất nhiều người có thể nhìn vào và truyền cảm hứng cho những ai mà đang có những cái mặc cảm tự ti. Câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay cũng xoay quanh chủ đề này. Câu hỏi đầu tiên là bạn nghĩ mặc cảm nghĩa là gì? Tự ti nghĩa là gì? Thì đây trong cuốn sách Sống thật bao nhiêu hạnh phúc bấy nhiêu. Tác giả David Hamilton đã giúp chúng ta đưa ra một cái định nghĩa khá cụ thể về mặc cảm. Mặc cảm là cảm giác hoặc trải nghiệm cực kỳ đau đớn rằng chúng ta có nhiều thiếu sót, do đó không xứng đáng được yêu thương và thuộc về. Bạn nghe có thấy quen không? Định nghĩa này đến từ nhà nghiên cứu Brini Brown. Mặc cảm khiến chúng ta khó có thể là chính mình vì ta luôn nhìn thấy những thiếu sót. Chúng ta sợ rằng nếu thể hiện bản thân đầy lầm lỗi của mình, ta sẽ không được chấp nhận và điều đó lại đánh trúng tâm lý sinh tồn, sự xấu hổ khiến chúng ta không đủ. Vấn đề là ở chỗ mặc cảm chỉ là một niềm tin về hiện thực và nó không hề có thật. Vâng, như vậy là chúng ta có thể hiểu rõ ràng về cái định nghĩa mặc cảm là gì đúng không ạ? Thật ra nếu nói rằng ai đó trong chúng ta từng không bao giờ mặc cảm thì tôi nghĩ điều đó là là sai, bởi vì đây là một cái dạng thuộc về cảm xúc tâm lý của con người và chắc chắn bất cứ ai trong chúng ta cũng đã từng trải qua cảm giác này rồi. Có thể nó không rõ rệt như là tuệ nga, có thể nó chỉ là một cái cảm giác thoáng qua hoặc là trong một cái tình huống nào đó thôi. Nhưng mà nếu như bạn muốn hiểu sâu hơn về chính mình, sâu hơn về thế giới nội tâm của mình, hiểu về tận gốc của nỗi sợ hãi trong con người mình ấy, thì mặc cảm chính là một trong những cái uh, nỗi lo, nỗi sợ mà nó luôn luôn um, bị ẩn đi trong chính bạn. Cái nỗi mặc cảm của con người chúng ta thường là phần lớn là mặc cảm về ngoại hình, có thể bạn cảm thấy không tự tin vì mình quá gầy, quá béo, hay là trên gương mặt mình có một cái nét gì đó mà nó gây ra những cái ấn tượng không đẹp đối với cả những người đối diện, hay là bạn có bất kỳ một cái khiếm khuyết nào đó trên cơ thể, trong giọng nói hoặc là một bệnh tật nào đó mà bạn mang một cái phản ứng dị ứng nào đó của cơ thể bạn hay bất cứ một cái điều gì đó khiến bạn trở nên không bình thường hay thậm chí là những cái điều mà nó sâu xa hơn như là việc bạn học kém một môn nào đó túm lại mặc cảm chính là xuất hiện trên những cái điểm yếu của bản thân bạn những cái điểm mà bạn cho rằng là nếu như mà người khác biết được ấy, thì bạn sẽ rất là buồn và xấu hổ tất cả những cái điều đó theo mình ý, thì nó sẽ tạo ra cái cảm giác mặc cảm tự ti cho bất cứ ai quay trở lại câu chuyện của tuệ nga nếu các bạn có thể có thời gian thì các bạn có thể xem lại chương trình điều ước thứ bảy phát sóng lúc 9 giờ ngày 7 tháng 8 trên kênh VTV3 trong tuần vừa qua để hiểu rõ hơn về câu chuyện của cô gái này và nếu như trong lòng các bạn bất cứ ai trong chúng ta có một cái khúc nào đó chạm với cả câu chuyện của tuệ nga thì các bạn cũng hãy lấy điều đó làm một cái động lực là một câu chuyện truyền cảm hứng cho các bạn hoàn toàn có thể bởi vì từ một con người mà cảm thấy rất là xấu hổ tự ti với cái ngoại hình của mình thậm chí là đã bị dồn tới bước đường cùng đến mức độ là tự làm tổn thương chính mình như vậy tuệ nga đã hai lần muốn tự tử thì các bạn có thể hiểu rằng cái mức độ tổn thương của câu chuyện mặc cảm ở một con người nó đã trở nên quá lớn quá sâu sắc thế nhưng mà trong cái chương trình đó thì tôi cũng rất bất ngờ với câu nói mà khi tuệ nga chia sẻ với người em trai của mình rằng nếu như ai đó khen em hay là ai đó chê em thì có khiến cho giá trị của bản thân em thay đổi không hoàn toàn không thưa các bạn và chính điều đó là điều mà tôi rất mong muốn bất cứ ai trong chúng ta hãy nên ghi nhớ giá trị của bạn do chính bạn tạo ra bạn là một là duy nhất trên thế giới này và dù cho bạn có trông như thế nào đi chăng nữa dù cho bạn có mang bất cứ cái khiếm khuyết nào trên cơ thể đi chăng nữa thì bạn vẫn là một điều đặc biệt của tạo hóa bạn vẫn có một cái giá trị riêng của mình và chắc chắn là chỉ cần bạn tự tin chỉ cần bạn có niềm tin và bạn biết thế mạnh của mình ở đâu bạn biết làm sống dậy những giá trị trong con người mình chính những cái mặt mạnh của bạn sẽ tô điểm cho bạn và làm lu mờ tất cả những cái khiếm khuyết mà bạn nghĩ rằng người khác sẽ để ý đến bạn nói tới câu chuyện về mặc cảm và tự ti hay là những con người ở cái may mắn trong xã hội có những khiếm khuyết nhưng họ đã vươn lên trong cuộc sống và đạt được uh, những cái thành tựu nhất định thì đây là một câu chuyện dài và có rất nhiều tấm gương để chúng ta có thể học hỏi về điều đó. Nếu như ở Việt Nam thì một tấm gương rất lớn mà thường được nhắc tới qua rất là nhiều thế hệ rồi, đó chính là tấm gương của thầy Nguyễn Ngọc Ký. Đúng không ạ? Thế còn là nếu như mà trên thế giới thì các bạn chắc chắn là cũng không lạ gì với câu chuyện của anh chàng Nick Vujicic. Thế thì và tất cả những tấm gương đó chắc chắn cũng tạo động lực cho bất cứ ai trong xã hội khi rơi vào những hoàn cảnh mà họ cảm thấy mặc cảm ở bản thân. Tuy nhiên thì bạn có thể cho rằng là đấy là những số phận họ đã mang trong mình những cái điều cái may mắn quá lớn khiến cho cái sự tổn thương trong họ nó trở nên sâu sắc. Thế nhưng mình nghĩ rằng tổn thương nào cũng là tổn thương. Ngay bản thân mình thôi ạ, hay là bất cứ bạn trẻ nào đang lắng nghe chương trình podcast này các bạn có thể thấy rằng là bản thân các bạn hay là như mình không có bất cứ một cái khiếm khuyết nào chúng ta sinh ra may mắn là rất là lành lặn và uh, không gặp một vấn đề gì về sức khỏe cả chúng ta hoàn toàn bình thường thế nhưng mà tại sao chúng ta vẫn có những cái mặc cảm mình có một cái tật là hay bị xấu hổ thì sẽ đỏ bừng mặt lên và chính điều đó nó hạn chế mình rất nhiều khi mà giao tiếp với người lạ thời đó là khi mình còn là học sinh mình cũng không biết tại sao nữa đó là một cái cơ chế nó rất là tự nhiên giống như là trong cơ địa của mình nó tự phản ứng như vậy ý, trước một người lạ hay là trước một cái tình huống nào đấy mà uh, người ta chỉ trêu gạo mình một chút thôi mình cảm thấy xấu hổ thì cái cảm giác đó nó rất là bình thường đúng không ạ nếu như người khác ý, mà không biểu hiện đỏ mặt ra bên ngoài ý, thì chẳng ai phát hiện ra được nhưng mà với mình thì trời ơi mình rất là muốn <laughs> giấu đi cái gương mặt đó nhưng mà mỗi lần như vậy thì mình không biết làm thế nào ngoài việc là giống như là một người chết đứng ý, và mặt mũi thì đỏ tưng bừng hết cả lên và chính cái điều đó lại khiến cho mọi người càng chú ý hơn người ta lại thậm chí quay sang để trêu chọc ôi đỏ mặt kìa ôi xấu hổ kìa và người ta biết được cái điểm yếu đó của mình thì những lần sau mình sẽ lại trở thành một cái trò đùa cho cho mọi người thế nên nếu như mà mới cái người nào mà vô tư ấy thì người ta sẽ không nghĩ ngợi gì cả đâu thế nhưng mà với bản thân mình là một người cũng cả nghĩ một chút thì thực sự mình ghét bản thân mình mỗi cái giây phút đó tại sao mình lại như vậy tại sao người khác không như thế mà mình lại như thế và chắc chắn rằng là bất cứ ai trong chúng ta thôi các bạn cũng sẽ từng trải qua những cái cảm giác mặc cảm tự ti như vậy thậm chí là mình có thể còn tự ti do mình cảm thấy mình không bằng những người khác về sức khỏe này sắc đẹp này vóc dáng này hay là bằng cấp nữa con người mà chúng ta hoàn toàn có cái cảm xúc ghen tị sẵn ở trong lòng và tất cả những cái điều mà khiến cho bạn trở nên nhỏ bé hơn trước những người khác hay là trở nên không hoàn hảo cũng khiến cho bạn cảm thấy tự giận chính mình nhưng mà các bạn biết không cảm xúc mặc cảm này theo các bạn thì liệu có tốt cho mình không ạ hoàn toàn không các bạn nhé nó là một nỗi sợ luôn luôn ở trong lòng của mỗi chúng ta và rất là nhiều người mình biết đã để cho cái nỗi sợ này nó quá lớn tới mức độ là muốn làm tổn thương chính bản thân mình thì đây là cái mặt tiêu cực hoàn toàn tiêu cực của cảm xúc mặc cảm và để thoát ra được cái cảm giác này thì ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn giải pháp làm sao để có thể vượt qua được mặc cảm Thứ nhất, đó là phương pháp mà mình học được khi mà mình tham gia cái lớp phát triển bản thân ấy. Thì như mình đã chia sẻ ở số trước rồi Khi mà mình gặp những người có nỗi đau lớn hơn mình Thì tự dưng mình cảm thấy cái nỗi niềm của mình nó quá nhỏ bé, nó chẳng là gì cả Và mình cảm thấy mình thật may mắn Chính điều đó an ủi mình, động viên mình rất nhiều Vậy thì các bạn hãy nhìn xem Nếu như bạn có bất kỳ một nỗi niềm nào Khiến cho bạn cảm thấy mặc cảm tự ti với chính mình Thì các bạn hãy nhìn xung quanh xem Có những người họ còn kém may mắn hơn mình rất nhiều cơ mà Cái người mà bị gãy chân ấy, Anh ta cảm thấy bất lực khi mà không thể đi đứng chạy nhảy bình thường được Nhưng khi anh ta gặp cái người mà đang ngồi trên xe lăn Và thiếu mất một chân Lúc này anh ta lại rơi lệ Vì cảm thấy rằng mình quá may mắn Thực sự cái cảm giác mà bị gãy chân và phải băng bó ấy, Nó chỉ là một cảm giác tạm thời thôi chắc chắn là việc đấy nó sẽ khỏi và chân bạn sẽ bình thường trở lại bạn sẽ đi tiếp được còn người không có chân thì người ta phải làm sao ạ à? người ta phải sống với một cuộc sống chỉ có một chiếc chân thôi và một chiếc chân kia có thể là chân giả chính điều đó sẽ khiến chúng ta trở nên bao dung hơn rộng lượng hơn với chính mình thứ hai đó là một phương pháp gồm bốn bước mà mình mới học được trong cuốn sách Sống thật bao nhiêu, hạnh phúc bấy nhiêu và ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ điều đó với các bạn. Cảm giác mặc cảm sẽ kích hoạt phản ứng chiến hay chạy là một phản ứng tự bảo toàn trong những tình huống căng thẳng. Mặc cảm khiến chúng ta cảm thấy mình không xứng đáng, cho dù đây là một vấn đề cá nhân nhưng nếu chúng ta hiểu được ai cũng có những suy nghĩ đó, mặc cảm của ta sẽ bị suy yếu. Khi đó phản ứng chiến hay chạy sẽ không được kích hoạt trong não và chúng ta thư giãn một chút. Mà cảm là điều hoàn toàn tự nhiên của loài người. Ai cũng trải qua nó, nhưng không phải ai cũng thú nhận. Vì đơn giản là họ sợ, không được chấp nhận giữa rất nhiều người. Mẹo ở đây là bạn ý thức được những gì đang diễn ra và nhẹ nhàng lái bộ não của mình theo hướng khác. Và khả năng chống lại những cái cảm giác mặc cảm ấy, thực sự nó nằm ở trong chính đầu của chúng ta. Bạn hãy nghĩ rằng là ai cũng gặp những vấn đề tương tự như bạn. Giống như mình đấy ạ, Câu chuyện của mình là mình hay bị đỏ mặt đúng không ạ? Và mình đã chữa cái việc đỏ mặt đó của mình bằng cách là kiềm chế cái cảm xúc ngượng ngùng trong bản thân mình. À, mỗi khi bị chiêu gẹo, chọc gẹo thì mình không nghĩ đến cái việc xấu hổ nữa. Mình cố gắng lờ nó đi và mình cố gắng nở một nụ cười vô tư giống như cách mà các bạn mình cũng làm được. Vì làm sao các bạn mình có thể trêu chọc nhau mà vẫn vô tư và cười đùa được thì tại sao mình lại không thể làm như thế được? Và hãy nghĩ rằng là đây là một cảm giác không phải chỉ riêng mình bạn có mà ai cũng có thể trải qua cái cảm giác đó. Nên hãy bình thường hóa nó, hãy làm bạn với cái cảm giác đó và hãy cho rằng đó chỉ là một điều rất là đơn giản trong cuộc sống thôi. Thì đó được gọi là khuếch tán căng thẳng. Tất nhiên là bạn sẽ nói rằng là không, cái nỗi đau của tôi, cái mặc cảm của tôi nó quá lớn, nó quá sâu sắc. Tôi chẳng thể nào mà nghĩ rằng đấy là một cái điều bình thường được. Không nhiều người trong xã hội này trải qua cái cảm giác giống như là tôi. Bạn có thể còn bị mọi người treo chọc, chê tre cười, chế giễu bạn trên cái khiếm khuyết của bạn nữa. Nếu như bạn từng trải qua thì bạn sẽ thấy nó đau đớn vô cùng. Mình chưa từng trải qua cảm giác mặc cảm tới mức độ như vậy. Nhưng mình biết rằng với bất cứ ai mà có khiếm khuyết ấy ạ, thường là trao cho họ sự cảm thông và tình thương, nhiều hơn là việc để ý vào những cái mặc cảm của họ. Và có một cái chuyện rất là ngược đời là như thế này ạ. Nếu như mà người khác ấy có thể tỏ ra là thương bạn, yêu mến bạn và quan tâm bạn thì với một người mặc cảm ấy, họ lại có thể khó chịu với cái cảm xúc đấy. Họ lại mong muốn một cái cảm xúc bình thường giống như là ai cũng trêu chọc tôi ai cũng chế giễu tôi và xa lánh tôi tại sao bạn lại yêu thương tôi làm gì tôi không xứng đáng được điều đó à, tại sao bạn không uh, trêu chọc và uh, xoáy vào cái nỗi đau của tôi đi bạn lại tỏ ra thương hại tôi như thế tôi không cần cái sự thương hại đó ai cũng coi tôi như là một kẻ xấu xí rồi thế thì bạn cũng nên là như thế đi đừng tỏ ra là bạn là người bao dung độ lượng nữa thực tế cái cảm xúc đấy nó rất là mâu thuẫn trong con người bạn và nó chỉ là một cái sự kháng cự tự nhiên thôi. Bởi vì bạn đang có cảm giác là mình không xứng đáng được yêu thương. Đấy là khi mà bạn đang dần đánh mất đi giá trị của mình rồi. Thế nên để không rơi vào trạng thái đó thì hãy tiếp tục thực hiện bước thứ hai nhé. Bước thứ hai ạ có tên là trích xuất cụm từ tôi là. Tức là sao? Tức là khi mà bạn thấy mình có một cái khiếm khuyết gì đó khiến mình mặc cảm thì bạn sẽ thường nói là tôi đúng là kẻ ngốc, tôi đúng là một đứa chẳng ra gì tôi đúng là một 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 đứa ngớ ngẩn có mỗi cái mặt mà không biết thể hiện nó ra sao lúc nào cũng để nó đỏ bừng lên à, tôi là tôi là đó là cái cụm từ mà bạn sẽ tự kỷ ám thị gán cho chính mình không ai nói bạn như vậy họ chỉ tỏ thái độ thôi đúng không ạ giống như là trường hợp của mình thì họ chỉ cười họ chỉ trêu thôi kia, đỏ mặt kia, xấu hổ kia. Ôi sao buồn cười thế. Chứ họ không nói rằng là mày đúng là đồ ngốc, có mỗi cái mặt mà không biết kiềm chế cảm xúc của mình để lộ hết ra. Thế thì hãy bỏ ngay cái cụm từ tôi là đi. Và thay vào đó thì bạn chỉ cần an ủi bản thân với một cái cụm từ đó là tôi đã làm một cái gì đó. Bạn hãy nói lên một sự thật thực tế ạ. Một sự thật thực tế, tôi đã để mặt mình đỏ bừng lên không kiểm soát, khiến lũ bạn trêu chọc. Vậy thôi, vậy là đủ rồi. Nói về bước hai này thì tác giả David Hamilton của cuốn Sống thật bao nhiêu hạnh phúc bấy nhiêu có nói, khu vực quan trọng trong não về sự đồng cảm và lòng trắc ẩn là một thùy nhỏ ở não trước được gọi là Isula. Vùng này nằm giữa khu vực sinh tồn, được kích hoạt khi căng thẳng và xấu hổ và khu vực vỏ não trước chán, khu vực kiểm soát sự tập trung. Trích xuất cụm từ tôi là đẩy mạnh vùng đồng cảm và do đó sẽ giúp chúng ta tập trung và phát triển bản thân. Khi mà bạn thực hành được cái bước 2 này ạ, cũng có nghĩa rằng bạn đang mở lòng với chính mình. Lòng khoan dung với bản thân của bạn sau đó nó sẽ tự đến. Một cái điều mà tôi muốn nhấn mạnh đối với tất cả những ai đang có cái cảm giác mặc cảm và tự ti, đó là điều quan trọng nhất ở đây không phải là người khác nghĩ gì về bạn, mà điều quan trọng nhất chính là bạn nghĩ gì về mình liệu bạn có đủ tình thương bạn có đủ bao dung cho chính một người một người có tên là bản thân bạn không nếu như mà bạn không yêu bạn không thương bạn không tin bạn nữa thì làm sao bạn mong chờ được cái sự yêu thương của người khác dành cho mình đúng không ạ nên là điều quan trọng nhất khi bất cứ ai muốn vượt qua mặc cảm đó chính là trước hết hãy yêu thương bản thân mình đã và khi mà bạn đã thực hiện được bước 2 này rồi Thì chúng ta sẽ cùng nhau tiến tới bước 3 Bước 3 là một bước mà sẽ giúp các bạn thư giãn rất nhiều Và giống như mình đã nói ạ Sẽ biến cái mặc cảm ấy Không còn là một cái tội lỗi Không còn là một cái thứ gì đó Sống uh, xa, không đáng để mà tha thứ Trở thành người bạn của mình Bước này được tác giả gọi là Khiêu vũ cùng những mặc cảm Bước này thì khá là vui vẻ Nó chỉ đơn giản là khiêu vũ theo đúng nghĩa đen thôi nó giúp điều hướng các nguồn lực và năng lượng của bạn khỏi vùng sinh tồn chiến hay chạy tới cùng đồng cảm và những khu vực tư duy bậc cao như là vỏ não trước chán bạn có thể áp dụng chiến lược này theo hai cách thứ nhất là thực hiện một điệu nhảy nhỏ như là cách ăn mừng chiến thắng một vài động tác nhẹ nhàng tích cực nhảy múa à, lạc quan tất nhiên là hãy làm điều đó khi mà không có ai bên cạnh nhé giống như là bạn có thể um, hát trong lúc tắm này hay là khi mà bạn đang ở trong phòng riêng và bạn có thể nhảy múa cùng với cả cái nỗi niềm của mình thư giãn một chút thì tự dưng bạn sẽ thấy rằng là các cái hoạt động tích cực như là vận động nhảy múa ấy, nó sẽ tạo ra những cái chất kích thích rất là tốt kích thích lên vỏ não và giúp các bạn có thể thư giãn quên đi cái mặc cảm đó và tập trung vào những cái gì nó là cái năng lượng tốt nhất trong mỗi con người chúng ta và chiến lược thứ hai mà tác giả đưa ra đó là khi bạn cảm thấy xấu hổ vì điều gì đó và không đủ tập trung để có thể thực hiện được bài tập khuếch tán căng thẳng tức là bước một ấy ạ hoặc cũng như là bước hai trích xuất tôi là thì hãy nhảy múa ngốc ngách cũng được cứ nhảy cho đến khi mà bạn bật cười có thể là bạn sẽ cảm thấy cái hoạt động này thật ngớ ngẩn giống như là nó chỉ là một cái sự uh, lãng quên tạm thời thôi trốn chạy thực tế thôi nhưng mà bạn đừng nghĩ rằng nó không có sức mạnh gì bởi vì chắc chắn chắc chắn tôi tin một điều là nếu như điệu nhảy của bạn đủ ngốc thì bạn không cần phải đợi lâu bạn sẽ cảm thấy bỗng nhiên bật cười và chính cái cảm giác này nó sẽ kích thích não bộ sản xuất ra những cái chất nó giúp cho bạn có thể sống tích cực và lạc quan hơn thoát khỏi cái cảm giác mặc cảm mà bạn đang có có thể là các bạn sẽ tiếp tục thắc mắc rằng à, nếu như mà bạn đang thực hiện việc khiêu vũ cùng đội mặc cảm đó mà có ai đó bất ngờ nhìn thấy bạn thì sao? Thì trong cuốn sách thì tác giả cũng chia sẻ một cái trải nghiệm của mình khi mà anh ấy đang nhảy múa để thực hiện cái điệu khiêu vũ cùng mặc cảm. Và thậm chí là anh ấy quyết định rằng anh chỉ làm cái điều đó vài giây thôi ở trên phố khi mà trên cái đoạn phố đó thì không có ai cả, nhưng mà bất ngờ anh đã bị một tốp công nhân bắt gặp. Và điều đó khiến cho anh ấy phải cư xử giống như là một cái ngốc ấy khi anh ấy giả vờ là một cái điệu bộ gì đó như là anh ấy đang không nhảy múa mà chỉ chẳng qua là, là 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 đang làm một cái điệu bộ gì đó thôi tôi đọc đến đây thì tôi cảm thấy bật cười vì tôi nghĩ tới những cái nhân vật nam vụng về trong những cái phim nước ngoài mà chúng ta hay xem nhé. Các anh ấy cũng có thể hay có những cái biểu hiện như vậy đối với tác giả mà nói thì cái điều này sẽ khiến cho chúng ta đôi khi là bật cười và nó hài hước chứ nó không nó không phải là một cảm giác quá tệ hại thậm chí là bạn có thể về nhà hồi tưởng lại điều đó liên tục cho đến khi nó trở thành một cái điều gì đó hài hước vậy thì cái quan trọng ở đây đó là gì ạ tất cả mọi thứ nó xuất phát đều từ trong suy nghĩ của bạn nếu như bạn có thể kiểm soát việc để cho nỗi buồn gặm nhấm mình để cho cái sự mặc cảm nó đè nén và gây nên một vùng tiêu cực rộng lớn ở trong đầu mình nhá thì ngược lại khi bạn kiểm soát được nó bạn cũng sẽ có cách để thu nhỏ cái vùng tiêu cực mà cái nỗi mặc cảm tạo ra cho bạn thu nhỏ thu nhỏ bằng cách là hãy hiểu rằng nỗi mặc cảm này ai cũng từng trải qua và bạn cũng vậy đừng tự kỷ ám thị rằng mình là một kẻ ngốc khi mà mình làm điều này điều kia hay là mình là một người thất bại mình là một người kém cỏi khi mà mình như thế này như thế khác mà tất cả hãy chỉ cần đúc rút bằng những cái việc thuật lại sự thật bạn đã trải qua, tôi đã làm điều này và tôi nghĩ rằng nó không tốt hay là như thế nào đó. Và trong tương lai tôi sẽ phải thay đổi. Và khi mà bạn có thể biến cái nỗi mặc cảm của mình trở thành một cái uh, điều gì đó nó bình thường, nó như là một người bạn của mình, thì lúc này bạn đã sẵn sàng để thực hiện bước 4 rồi đấy. Bước 4 chính là bước ra ngoài. Tất cả mọi người thì đều có những lúc xấu hổ hoặc là mặc cảm. Ra ngoài gặp gỡ mọi người sẽ giúp bạn cảm thấy gần gũi và cho người khác có cơ hội hiểu và thành thật với chúng ta hơn, và đây chính là điều kỳ diệu. Khi bạn nói chuyện với một ai đó về cảm giác của mình, dù là người yêu thương, một người bạn hoặc là một nhóm hỗ trợ thì bạn cũng sẽ cảm thấy được kết nối hơn và qua cái sự kết nối đó chúng ta sẽ thấy mình vẹn toàn hơn. Như vậy bước 4 là tác giả khuyên chúng ta nên bước ra khỏi cái vùng an toàn của mình để có thể chia sẻ cái nỗi mặc cảm cái nỗi lo lắng cái nỗi buồn trong lòng bạn với bất cứ ai mà bạn cảm thấy tin tưởng có thể đó là người mà bạn yêu thương và yêu thương bạn có thể đó là một người bạn thân hay có thể đó là một cái nhóm hỗ trợ hoặc cũng có thể là bác sĩ tâm lý đúng không ạ để giúp cho bạn trở lại kết nối với con người vì chúng ta hiểu rằng trong thế giới này thì việc kết nối là vô cùng quan trọng nếu như bạn càng tự gò mình trong một cái phạm vi hẹp tự co mình lại và sống với cái cảm giác tội lỗi mặc cảm tự ti đó thì chắc chắn là bạn sẽ để cho cái nỗi mặc cảm ấy nó chiếm lĩnh bạn nó trở thành cái vùng tiêu cực rộng lớn trong não bộ của bạn và nó sẽ khiến bạn đi từ những cái quyết định sai lầm này đến những quyết định khác thậm chí là gây tổn thương cho chính mình khi bạn cảm thấy bị bí bách và không thể thoát ra được cảm giác bất lực đó còn nếu như bạn thực sự quyết tâm muốn gạt bỏ tất cả những mặc cảm đó muốn mang cái giá trị của con người thật của mình ấy, sống lại nó tạo ra những cái năng lượng tích cực để người khác có cái nhìn đúng về bạn thì chắc chắn là bốn bước này thực sự sẽ hiệu quả đối với bạn và bước cuối cùng sẽ giúp các bạn lấy lại được cái tự tin cái giá trị của con người mình trở lại câu chuyện của Tuệ Nga. Trong chương trình Điều ước thứ bảy vừa rồi thì Tuệ Nga cũng chia sẻ rằng bạn ấy đã ấp ủ một cuốn sách cho riêng mình, viết về câu chuyện của mình nhưng mong muốn lấy cảm hứng từ đó để truyền đi những cái cảm hứng năng lượng tích cực cho tất cả những người bạn khác. Và bạn ấy đã lấy một cái tên mà mình nghĩ là nó rất đẹp, đó là Cô Gái Vầng Trăng Khuyết. Vì sao lại gọi là Vầng Trăng Khuyết? Vì bạn ấy nghĩ rằng là cô gái vầng trăng khuyết đấy chính là hình ảnh của bạn ấy có một cái khiếm khuyết thì nó không phải là vẹn tròn nhưng mà cái khiếm khuyết đó ấy, nó lại giúp cho cô gái ấy mạnh mẽ hơn kiên cường hơn và biết trân trọng những cái giá trị của bản thân hơn nhiều có một câu nói trong cuốn sách mà bé Daisy con của MC Minh Trang đã chia sẻ rằng bạn ấy thích nhất đó chính là câu không có ai có thể khiến bạn buồn trừ chính bản thân bạn và câu này cũng chính là cách Giống như là việc bốn bước vượt qua mặc cảm mà mình vừa chia sẻ vừa rồi có thể giúp các bạn được Đó chính là việc bạn hãy làm chủ cảm xúc của mình Vì bạn buồn hay vui thì đó là quyết định ở chính bản thân bạn Dù người khác có nói gì đi chăng nữa thì lời nói của họ cũng hoàn toàn không có giá trị gì Nếu như điều đó nó không đi vào được não bộ của bạn khiến cho bạn mảy may suy nghĩ hay là tổn thương Điều mà mình muốn chia sẻ nhiều nhất trong podcast lần này có lẽ đó chính là việc bạn định nghĩa giá trị của mình ở đâu. Và với câu chuyện của Tệ Nga cũng như là tất cả những ai đang cảm thấy mặc cảm, tự ti thì mình rất mong muốn là các bạn sẽ tiếp tục nghe phần tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay của mình. Đó là một clip của một diễn giả truyền động lực. Vì hình thức podcast cho nên là mình sẽ lồng tiếng theo cái tiếng của clip đó, nhưng các bạn có thể xem toàn bộ clip với hình ảnh đầy đủ ở trong đường link bên dưới mà mình sẽ để. Đây là diễn giả Jeremy Anderson. Và đây là một diễn giả vô cùng nổi tiếng với cái khóa dạy là Next Level. Anh ấy cũng là chủ của một chuỗi các doanh nghiệp thành công ở Mỹ cũng như là tác giả của bảy cuốn sách truyền cảm hứng. Câu chuyện về cuộc đời của diễn giả này cũng gây ấn tượng cho rất là nhiều người khi mà biết tới. Và tin mình đi, chỉ cần nghe xong clip sau đây thì chắc chắn là các bạn sẽ biết giá trị của mình ở đâu. Cùng đón nghe sau một ít phút nữa nhé. Đây là tờ 1 đô la. Bây giờ nếu tôi đi đến cửa hàng và những thứ có giá 90 cent, tôi có thể mua với tờ 1 đô la này chứ. Được rồi, nếu tôi đến cửa hàng và những thứ có giá khoảng 85 cent sau khi tính thuế là hết 96 cent, tôi có thể mua với tờ 1 đô la này không? Được rồi, vậy nếu tôi vò tờ 1 đô la này thành cục tròn, bây giờ hãy nghĩ về điều đó. Tôi chỉ mới vo tầm 1 đô la, cho nên bây giờ trị giá của nó không còn là 1 đô la, có lẽ đáng giá tầm 95 cent đúng không? Bạn nghĩ nó đáng giá bao nhiêu? một đô Nghe này nghe này Tất cả các bạn phải chú ý đây Tôi chỉ mới vò lại thôi Rõ ràng là nó không còn đáng giá một đô la nữa Và có lẽ là thế Sẽ ra sao nếu tôi đạp lên nó Sẽ ra sao nếu tôi dẫm lên nó Tôi chỉ vừa mới dẫm lên nó Bây giờ nó có giá bao nhiêu Có lẽ là 65 cent hay là 68 cent ư Nó vẫn có giá một đô la Được rồi Nếu tôi vò nó thì sao Nếu tôi dẫm nó thì sao Nếu tôi bỏ nó vào thùng rác Và xem này Tôi sẽ xé nó ra làm đôi Bây giờ nó có giá bao nhiêu? Một đô. Tôi có thể dán chúng lại. Vậy tại sao tờ đô này không mất đi giá trị của nó? Vậy có sao bạn lại nghĩ giá trị của bạn bị phai nhạt vậy? Bởi vì nhiều người trong các bạn nghĩ rằng bạn bị dẫm đạp ư, bạn bị ra rìa ư? Bạn cảm thấy như bạn bị ruồng bỏ hả? Bạn cảm thấy như bị người ta bàn tán ư? Bạn cảm thấy như bạn bị lạm dụng, giống như ai đó lấy đi cái gì của bạn, ai đó làm tổn thương bạn, ai đó lợi dụng bạn và sâu thẳm bên trong, bạn cảm thấy như thế, bạn mất đi vài giá trị. Và tôi hôm nay ở đây để nói với bạn rằng những tổ đô la đó nó có giá trị, bởi vì từ nhiều năm trước ai đó đã đặt giá trị lên nó và nói rằng dù chuyện gì xảy ra nó có thể được dán lại với nhau nó sẽ bị lau sạch và tôi ở đây để nói với bạn rằng bạn được kiến tạo và bạn được sinh ra và bạn đang ở đây và bạn có cuộc sống và bạn có lẽ sống và bạn có, sống, và bạn có giá trị và dù bạn đã trải qua những thời khắc khó khăn và dù bạn đã trải qua những lúc buồn sâu và bạn có lẽ đã muốn tự làm tổn thương mình bạn có thể đã muốn từ bỏ bạn phải tự nói với bản thân rằng những điều đó sẽ không phải là tôi đó là thân phận của tôi đến cuối đời tôi cũng không như thế tôi ở đây để nói với bạn bạn vẫn đầy giá trị và không gì có thể xảy ra phải lấy đi giá trị của bạn. Vậy bạn phải làm gì bây giờ? Bạn phải tự mình đứng dậy, phải tự phủi bụi cho chính mình và tiếp tục tiến về phía trước. Vâng, tự đứng dậy, phủi bụi và tiếp tục tiến về phía trước đó là một thông điệp rất mạnh mẽ mà ai trong chúng ta có lẽ cũng đã cảm thấy dung cảm khi mà nghe hết clip của jeremy anderson câu chuyện cuối cùng mà mình muốn chia sẻ tới tất cả các bạn đó là một câu chuyện ngắn được trích từ trong cuốn sách rất là nổi tiếng nhà giả kim câu chuyện này thì không nằm trong nội dung chính của cuốn sách mà chỉ là chia sẻ của tác giả ở cuối sách thôi mình cảm thấy rất là ấn tượng với nó và mình rất mong muốn được chia sẻ nó với mọi người vì chính câu chuyện này đã giúp mình hiểu ra cái câu nói là thánh nhân đãi kẻ khù khờ là như thế nào và nếu như bất cứ ai trong các bạn xem đến đây mà vẫn còn cảm thấy mặc cảm hay là tự ti hay là buồn với chính bản thân mình thì mình hy vọng là các bạn sẽ quyết định dành ra một chút thời gian để suy nghĩ thật kỹ về điểm mạnh cũng như là điểm yếu trong con người mình và tìm ra được cái hướng đi xứng đáng để tìm lại được giá trị của chính mình các bạn nhé một hôm thánh nữ đồng trinh bồng chúa hài đồng trên tay quyết định xuống trần gian và ghé thăm một tu viện các tu sĩ đầy hoan hỉ đứng xếp thành một hàng từng người lần lượt lại gần đức mẹ để khoe tài nghệ của mình người đọc thơ tự sáng tác người khoe những hiểu biết uyên thâm về kinh thánh kẻ thì điểm tên tất cả các vị thánh các vị tu sĩ đã ra sức làm đẹp lòng thánh nữ và chúa hải đồng như vậy đấy cuối cùng là một tu sĩ tàn tật tội nghiệp thậm chí còn không đọc thuộc nổi các bài kinh cha mẹ ông thất học làm trò trong dạp xiếc để sinh nhai đã dạy con trai họ tung hứng banh và những trò ảo thuật khác khi đến lượt ông các tu sĩ khác muốn dừng buổi lễ bởi họ cho rằng người diễn trò tung hứng tội nghiệp kia không thể thốt nổi lời nào với thánh nữ chỉ là mất mặt dòng tu nhưng bằng cả trái tim vị tu sĩ ấy cảm thấy nhất định phải truyền đạt tới thánh nữ và chúa hài đồng phần nào đó của mình thế là ngượng ngập giữa những ánh mắt xem thường của các huynh đệ ông lấy trong túi ra vài trái cam bắt đầu tung lên rồi chộp lấy nghĩa là biểu diễn thứ duy nhất mà ông rảnh rẽ, trò tung hứng. Nhưng chúa Hải Đồng bỗng nhoèn cười, rồi hai bàn tay nhỏ xíu vỗ vào nhau. Thánh nữ bèn tin cậy, trao chúa con cho người diễn trò tung hứng bồng. Câu chuyện vừa rồi được tác giả Paulo Coenho mượn để giải thích về kiểu nhà giả kim thứ ba. Đó là những kẻ chưa từng nghe nói đến giả kim thuật nhưng biết cách khám phá đá tạo vàng bằng toàn bộ cuộc đời mình nếu có thời gian thì các bạn có thể tìm đọc cả hai cuốn sách mà mình đã đề cập đến trong podcast ngày hôm nay hy vọng rằng à, những cuốn sách này có thể giúp chia sẻ tất cả những cái cảm xúc nỗi niềm với uh, quý vị và các bạn cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast của mình ngày hôm nay xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào thứ bảy nhé.